sẽ làm một clip về em sang nhà mình. Em sang nhà mình năm nay hơn 1 tuổi và rất là ngoan. Đi vệ sinh đúng chỗ, các bạn không thấy em nên làm ngoan đấy à? Mình muốn cho sang vào trong phòng ngủ thì mình sẽ mang cho cái bồn này. Còn khi nào mà mình ra ngoài thì mình sẽ mang cho cái bồn này ra để cho sang đi vệ sinh đúng chỗ. Sang rất ngoan và đi vệ sinh đúng chỗ. Bây giờ mình sẽ chôn em sang giả vờ ngất xỉu xem phản ứng của em sao sẽ nhớ các bạn như thế nào. Này, bố mình nhịn là lâu lắm rồi đấy nhá. Cô Sang này không thấy chữ nứt mà chẳng phản ứng gì. Cô Sang, cho Sang chơi nhá. Đau thế, Sang chơi mũi. Đấy thế đấy. Nói gì? Cứ làm cho đi. Cảm ơn đây này. Đây, chơi chơi. Nhá, để nghe chơi. Các bạn ơi, mình chơi sang chơi các khung trò chơi nhá. Chơi chơi các bạn đi. Nhìn đá cả bạn nhá. Trang không được cự. Được chưa? Các bé cứ gừ thế. Ở quá sợ quá, phải ban nó thôi. Con sang này không thấy chỉ nước là không được. Cái gì lại còn cắn chửi nữa. Nhỏ nè. Xin chào bạn ấy nhá, Sang chào đi. Các bạn ơi, Sang còn nhỏ còn chưa biết người lớn nhất sẽ như thế nào. Các bạn sẽ đợi Sang lớn lên để mình quay video để trôn Sang nữa nhá. Các bạn, xin chào các bạn nhá. Sang xin chào các bạn đi. Biu. Biu. Do 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 do